Kính chào quý vị và các bạn đang đón xem chương trình Cao Bằng ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình hôm nay thứ hai, ngày 24 tháng 7 năm 2023. Mở đầu chương trình mời quý khán giả cùng đến với phần tin tức thời sự trong tỉnh. Huyện ủy Quảng Hòa vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Sau tháng đầu năm, công tác dân vận của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được quan tâm chú trọng, chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện tiếp công dân cấp huyện được 47 lượt, tiếp nhận 49 đơn kiến nghị phản ánh, Mặt trận Tổ quốc huyện triển khai và nghiệm thu đưa vào sử dụng 205 nhà, tặng quà Tết Quý Mão 129 xuất quà, đoàn thanh niên vận động 16 hộ di rời chuồng trại, xây dựng 400 mét kênh mương nội đồng. Sau tháng cuối năm 2023, Ban dân vận huyện ủy và khối dân vận các xã thị trấn tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chủ động nắm bắt tình hình, thông tin, báo cáo và tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác ngăn chặn các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trái luật trên địa bàn, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn công tác của huyện ủy Hòa An đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn thị trấn Đức Hai. Đoàn đã đến thăm các gia đình thương binh Nông Văn Tảo, phố B, mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Vân, xóm 7 Bế Triều, bà Đoàn Thị Đôi, vợ liệt sĩ xóm 1 Bế Triều. Đến thăm các gia đình, đoàn đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của các thương binh liệt sĩ, những người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục giữ vững và phát huy tốt truyền thống cách mạng, thường xuyên nhắc nhở, giáo dục, động viên con cháu tích cực học tập, lao động sản xuất, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các phong trào ở địa phương. Đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện, thực hiện đúng đủ các chế độ chính sách cho các đối tượng chính sách, cựu chiến binh, thương bệnh binh trên địa bàn. Đoàn đã ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân thị trấn Đức Hai trao 14 xuất quà, tặng các thương bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn. Chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng vừa giao quân tổng vệ sinh Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh Sơn, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng. Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh Sơn có 186 phần mộ anh hùng liệt sĩ, lão thành cách mạng qua các thời kỳ. Tại đây, tất cả các đoàn viên chi đoàn đã dâng hương tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đất nước đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành quét dọn, thu gom rác thải, phát quang cây cỏ, dọn vệ sinh trong và ngoài khu vực nghĩa trang và lau dọn các phần mộ liệt sĩ. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, thể hiện lòng tri ân của tuổi trẻ ngày nay với các thế hệ cha anh đã hy sinh tuổi thanh xuân và xương máu của mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện Thạch An phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức bế mạc giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động, giải bóng bàn mở rộng lần thứ 2 năm 2023. Tham gia giải đấu có 17 đội bóng chuyền hơi với trên 200 vận động viên đến từ 17 công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện và 6 đội bóng bàn đến từ huyện Quảng Hòa, Hà Quảng, Hòa An, Trùng Khánh, Thạch An, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Trong đó, môn bóng chuyền hơi thi đấu theo thể thức chia bảng, đánh vòng tròn tính điểm. Trong 2 ngày diễn ra giải đấu, từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 7, tuy thời tiết nắng nóng, song các đội đã thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, trung thực và đoàn kết. Nhiều trận đấu diễn ra sôi nổi kịch tính, với những pha bóng hay, đẹp mắt thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất bóng chuyền hơi cho công đoàn cơ sở khối Ủy ban Nhân dân huyện, nhì công đoàn cơ sở xã Minh Khai, bộ môn bóng bàn, nhất nội dung đôi nam huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, nhất nội dung đơn nam huyện Thạch An. Thông qua giải, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện bộ môn bóng bàn và bóng chuyền hơi trên địa bàn huyện, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ công chức viên chức và người lao động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Thưa quý vị và các bạn, OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng khai thác nội lực và gia tăng giá trị, là nhiệm vụ và giải pháp trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu nông nghiệp.
việc triển khai chương trình OCOP đã tạo thêm động lực cho người sản xuất, mạnh dạn đầu tư phát triển các sản phẩm có lợi thế, từng bước nâng cao chất lượng quy chuẩn sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn nhiều thị trường, gắn với việc hình thành về phát triển các hình thức sản xuất nông thôn phù hợp. Từ những lợi ích thiết thực đem lại, hiện các địa phương trong tỉnh đang tập trung triển khai chương trình OCOP, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm và giai đoạn 2021-2025. Qua nhiều năm triển khai cho thấy, thực hiện chương trình OCOP mang lại rất nhiều lợi ích cho sự phát triển kinh tế xã hội, cải thiện việc làm và tăng thu nhập cho người dân khu vực nông thôn, từng bước thay đổi tập quán canh tác, hướng tới nền kinh tế thị trường, tạo hướng đi mới, hiệu quả hơn trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm truyền thống. Không chỉ vậy, những mặt hàng nông sản còn có cơ hội vươn ra thị trường lớn, đồng thời phát triển sản phẩm OCOP nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững, trên cơ sở tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, bảo tồn các giá trị văn hóa, quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan và môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Sau gần 5 năm thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP và sự nỗ lực của các cấp ngành địa phương đã đem lại những kết quả đáng khích lệ. Các sản phẩm sau phân hạng, công nhận đã tiếp cận thị trường, từng bước nâng cao giá trị kinh tế. Tỉnh cũng đã có nhiều chính sách khuyến khích hộ dân, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết sản xuất và chế biến, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm. Trên cơ sở đó, tăng cường công tác chỉ đạo của các cấp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thực hiện chương trình, phân công cán bộ phụ trách hướng dẫn các địa bàn, chủ thể sản xuất thực hiện các khâu, nấc bước để sản phẩm đạt tiêu chuẩn theo quy định. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 97 sản phẩm OCOP, trong đó 9 sản phẩm đạt 4 sao, 88 sản phẩm đạt 3 sao, thuộc 5 nhóm, gồm 77 sản phẩm thực phẩm, 10 sản phẩm đồ uống, 3 sản phẩm dược liệu và sản phẩm tư dược liệu, 4 sản phẩm thủ công mỹ nghệ, 3 sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch. Năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu có 30 sản phẩm được công nhận OCOP hạng 3 sao trở lên, 2 sản phẩm được phân hạng 4 sao, duy trì củng cố 100% sản phẩm đã được công nhận. Phấn đấu có 40% chủ thể là hợp tác xã, 30% là doanh nghiệp. Hiện các địa phương đang tập trung hỗ trợ hướng dẫn các cơ sở sản xuất, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết và tích cực tuyên truyền cho người dân, tuân thủ quy trình, quy định sản xuất sản phẩm OCOP, từng bước quy hoạch phát triển sản phẩm, mở rộng vùng nguyên liệu, khuyến khích đầu tư nhà xưởng, công nghệ, ưu tiên sản xuất chế biến các sản phẩm đặc trưng có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường. Cơ sở chế biến sản phẩm thạch đen Su Hào, xã Đức Long, huyện Thạch An năm nay phấn đấu đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh. Nắm bắt nhanh thị hiếu người tiêu dùng, cơ sở này đã duy trì sản xuất quanh năm, cao điểm một ngày cung cấp cho thị trường trên 1.500 hộp thạch đen, trong đó 50% sản phẩm được tiêu thụ tại một số tỉnh dưới xuôi theo đơn đặt hàng, còn lại là thị trường thành phố và các huyện trong tỉnh, với giá bán dao động 18.000 đồng một hộp, bán lẻ 25.000 đồng một hộp. Để tạo thương hiệu và uy tín đối với người tiêu dùng, việc nhập nguyên liệu được chú trọng và coi đó là yếu tố hàng đầu trong sản xuất. Vì vậy, hàng năm, cơ sở đã ký hợp đồng với người dân vùng nguyên liệu huyện Thạch An nhằm tạo nguồn đầu vào ổn định, phục vụ sản xuất được liên tục. Trong quá trình sản xuất, chế biến, chú ý khâu vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh khu vực sản xuất, dụng cụ, thiết bị, cử người lao động đi khám sức khỏe định kỳ, tham gia tập huấn chuyên môn. Vào thời kỳ chính vụ, cơ sở tạo việc làm thường xuyên cho gần chục lao động với mức thu nhập trên 8 triệu đồng một người một tháng. Để phát triển sản xuất ổn định, cơ sở còn đầu tư các thiết bị phục vụ chế biến như nồi nấu thạch, máy vắt ly tâm, giá kệ để thực phẩm, phòng bảo quản lạnh, kho nguyên liệu và các dụng cụ liên quan khác. Cùng với đó là tích cực quan tâm cải tiến mẫu mã, bao bì, lắng nghe các thông tin phản hồi của người tiêu dùng để điều chỉnh sản phẩm phù hợp với xu thế của thị trường. Tích cực quảng bá sản phẩm trên các trang fanpage, Zalo, Facebook và kết nối các điểm trưng bày sản phẩm đặc trưng, đặc hữu của địa phương. Vì vậy, thạch đen sản xuất và tiêu thụ ổn định. Thạch đen là mặt hàng đặc sản của địa phương, hiện cũng đang được nhiều nơi sản xuất và người tiêu dùng khá ưa chuộng vì có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, do sản xuất theo phương thức truyền thống và có điểm yếu không để được lâu, nên việc đưa sản phẩm vươn xa ra thị trường
cũng gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, về nguyên liệu, do thâm canh chưa tuân thủ tốt quy trình kỹ thuật nên chất lượng còn hạn chế. Điều này đã ảnh hưởng đến sản xuất và chế biến sản phẩm. Cơ sở sản xuất chúng tôi rất là chú trọng cái vấn đề là sản xuất cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Về nguyên liệu, chẳng hạn chúng tôi từ cây thạch, lá thạch trở đi thì chúng tôi đã ký kết hợp đồng với người dân và thường xuyên thăm nom cái khâu quá trình sản xuất, bảo quản, chăm bón cái cây của người dân để đạt được cái sản phẩm tốt nhất và an toàn nhất. Đặc biệt những cái nếu mà tuân thủ theo được những cái chương trình trong OCOP này sẽ đảm bảo cho mình rất là nhiều quyền lợi. Và khi mình đã tuân thủ thì từ khâu vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn nguyên liệu cũng như là nhãn mác quảng bá sản phẩm cho mình ấy, thì OCOP này sẽ rất là đầy đủ và hoàn thiện nếu như mình tuân thủ theo và đạt được những cái tiêu chuẩn về OCOP này. Đầu tiên thì những cái OCOP này có thể là giúp cho mình có được một cái tiếng, một cái thương hiệu riêng, mà trong cái đó là đã đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn sản xuất trên thị trường này. Một cái nữa là cái OCOP là luôn luôn khuyến khích những người sản xuất tạo nên những cái thương hiệu, những cái mặt hàng riêng của địa phương, và trong đó lại một khuyến khích cái lao động của địa phương. Do vậy là OCOP này mình nghĩ là không những có những cái sự cần thiết cho chúng tôi mà còn rất nhiều cơ sở khác nữa. Tất nhiên chúng tôi đầu tiên là phải lắng nghe cái ý kiến của người trực tiếp dùng sản phẩm đã, tức là người tiêu dùng. Do vậy chúng tôi có thể phải thay đổi theo thị hiếu, theo nhu cầu của người tiêu dùng. Chúng tôi phải, vì vậy mà chúng tôi cũng luôn luôn mà lắng nghe những cái ý kiến từ khách hàng cũng như là anh em bạn bè người thân để mà mình cải thiện dần cái sản phẩm của mình và giữ được chất lượng và thậm chí phải nâng cao hơn nữa. Đi đôi với việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xã Đức Long tiếp tục quan tâm và triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, coi đây là một trong những nội dung quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nông nghiệp, cơ cấu lại kinh tế nông thôn. Cùng với sản phẩm thạch đen, xã đang rà soát và đưa vào kế hoạch xây dựng lúa nếp Pì Bắt thành sản phẩm OCOP để khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương. Bên cạnh đó, cấp ủy chính quyền địa phương luôn tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế, giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn. Cùng với đó là trồng trọt tập trung, khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, mở rộng quy mô tăng đàn thành hàng hóa. Vai trò, vị trí của sản phẩm OCOP trong xây dựng nông thôn mới và hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao là hết sức là quan tâm. Đấy, đối với chỗ mà sản phẩm OCOP ấy, thì là đánh giá sản phẩm đặc hữu, đặc sản của địa phương được quảng bá đưa ra cái thị trường từ trong xã, trong huyện đến tỉnh và vươn ra cả các tỉnh khác. Phải nói rằng là vì cái sản phẩm OCOP này thì nếu như mà đã được đưa ra thành cái sản phẩm mà nó có thương hiệu thì đây cũng là một trong những cái bước đi để cho xã nhà đấy, tiếp tục quy hoạch rồi là phát triển thêm các loại cây con đặc hữu đặc sản của xã nhà trong những năm tiếp theo, hướng tới cái xây dựng nông thôn mới nâng cao. Để nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 640 chỉ đạo về việc triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm theo quyết định số 148 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó yêu cầu Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương triển khai chương trình OCOP đến các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Rà soát lựa chọn các sản phẩm tiềm năng của các địa phương đưa vào kế hoạch thực hiện trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Triển khai chương trình OCOP thường niên theo quy định, đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến thương mại,
kết nối cung cầu, tăng cường hậu kiểm sản phẩm, xử lý nghiêm những trường hợp sử dụng tem, nhãn trái quy định nhằm nâng cao giá trị, tạo sự công bằng cho những sản phẩm OCOP. Hướng dẫn hỗ trợ các địa phương, chủ thể OCOP đăng ký, tham gia giới thiệu, phân phối sản phẩm tại các hệ thống siêu thị, trung tâm mua sắm trong và ngoài tỉnh, kết nối hỗ trợ bán hàng thông qua các sản phẩm thương mại điện tử, hướng dẫn công bố tiêu chuẩn chất lượng, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm, mã số, mã vạch, ghi nhãn mác hàng hóa. Trong 6 nhóm mặt hàng OCOP, chú trọng tư vấn, hỗ trợ các chủ thể, nhóm cộng đồng nghiên cứu phát triển quảng bá sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn, trên cơ sở phát huy thế mạnh về danh lam thắng cảnh, truyền thống văn hóa của các địa phương, hướng dẫn đưa các giá trị văn hóa đặc thù của địa phương vào các sản phẩm OCOP, quảng bá, tôn vinh các sản phẩm OCOP tại các điểm du lịch, định hướng hỗ trợ một số sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, điểm du lịch gắn với xây dựng câu chuyện sản phẩm OCOP. Trong cái năm 2023 này thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành cái công văn số 640 của Ủy ban tỉnh để chỉ đạo các sở ngành liên quan đến cái tiêu chí tiêu chuẩn của sản phẩm OCOP. Trong đấy nêu rất rõ là các cái sở ngành hướng dẫn cái nội dung gì, tiêu chí gì và đối với các huyện thì sẽ phải thực hiện như thế nào. Đối với các tổ chức đoàn thể thì sẽ phải tập trung tuyên truyền vận động làm sao. Và thậm chí đến cấp xã cũng phải chỉ đạo rất rõ là năm nay sẽ có cái việc là tổ chức đánh giá đến cấp xã, phải tổ chức đánh giá đến ít nhất là 2 tiêu chí liên quan đến cái bộ tiêu chí của sản phẩm OCOP. Thứ nhất là về cái nguồn nguyên liệu, phải xác định được nguồn nguyên liệu của cái địa phương mình, của xã mình. Đấy, thứ hai nữa là phải xác định được cái tính đặc thù của sản phẩm ở cái vùng mình đó, nó ở mức độ nào. Và thứ ba nữa là cái việc là đánh giá được cái sức cạnh tranh và khả năng sử dụng sức mạnh của cộng đồng, nghĩa là cái sử dụng lao động của địa phương trong cái việc tổ chức sản xuất cái sản phẩm ấy nó như thế nào. Thì phải nói là đến bộ tiêu chí mới này thì phải yêu cầu đến cấp xã tham gia đánh giá. Đấy, và đặc biệt là năm nay thì đối sản phẩm 3 sao thì sẽ phân cấp cho Ủy ban Nhân dân huyện đánh giá. Thế còn đối với lại các sản phẩm mà trên 70 điểm và để có tiềm năng để đánh giá 4 sao thì mới đề nghị đến cấp tỉnh đánh giá. Và như vậy thì đúng là cái năm 2023 này thì cũng sẽ là một năm thực hiện theo cái quy định mới. Thì tôi cho rằng là những cái này cũng một điểm mới, cũng thuận lợi cho các địa phương. Tuy nhiên thì cũng sẽ khó khăn cho địa phương là năm đầu thực hiện. Thì do vậy là cái việc mà tổ chức thực hiện nó sẽ có những cái khó khăn nhất định. Và như vậy thì chúng tôi cũng đã tham mưu và sắp tới thì cũng sẽ có những cái hướng dẫn thêm và chỉ đạo thêm, đặc biệt là những nội dung mà cần quan tâm, như là cái việc mà trên cơ sở các cái sản phẩm của các xã, các huyện mà hiện nay đã rà soát để đưa vào kế hoạch thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là hướng dẫn cho các địa phương phải phát triển cái sản phẩm theo đúng cái nhu cầu của thị trường và theo cái yêu cầu của người tiêu dùng. Và trên cơ sở như vậy thì mới có thể sản phẩm đi ra được thị trường. Cùng với các giải pháp đưa ra, tỉnh tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ quản lý, năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, chỉ đạo tổ chức sản xuất theo quy trình, tiêu chuẩn, chuỗi giá trị phù hợp với lợi thế về điều kiện tự nhiên của địa phương, yêu cầu thị trường, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động cho các chủ thể, phát triển sản phẩm OCOP gắn với xây dựng vùng nguyên liệu nông sản, dược liệu đặc trưng được cấp mã số vùng trồng theo hướng sản xuất hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, tiết kiệm tài nguyên, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, đảm bảo an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, duy trì cảnh quan nông thôn, bảo vệ môi trường, đẩy mạnh chuẩn hóa sản phẩm gắn với lợi thế và điều kiện của từng vùng miền. Triển khai hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ như chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt việc giải ngân các nguồn vốn tín dụng để hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm cho lao động nông thôn, tiếp tục tập trung vào 6 nhóm sản xuất như thực phẩm, đồ uống, dược liệu và sản phẩm từ dược liệu, hàng thủ công mỹ nghệ, sinh vật cảnh và nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch. Chuyển sang mục điểm báo. Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Áo, Tổng thống Cộng hòa Italia và Giáo hoàng Francis hôm qua,
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân rời sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Cộng hòa Áo, thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Italy và thăm Tòa Thánh Vatican từ ngày 23 đến 28 tháng 7. Đây là chuyến thăm Áo đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam trong 15 năm qua và là hoạt động trao đổi đoàn cấp nguyên thủ quốc gia đầu tiên giữa Việt Nam với Italia và Vatican trong 7 năm qua, cũng là điểm nhấn quan trọng nhất nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Italy. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến Áo, Italy và Vatican nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng 13 về độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác song phương với Áo, Italy và Vatican. Thông qua Áo và Italy, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-EU và góp phần thúc đẩy quan hệ ASEAN-EU. Sản xuất nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sau hơn 3 năm triển khai đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ. Đây là nhận định của Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam. Bằng chứng là kim ngạch xuất khẩu nông sản hữu cơ của Việt Nam đạt trên 335 triệu USD một năm, có mặt trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó châu Âu là thị trường nhập khẩu chính. Cả nước hiện có hơn 17.000 nhà sản xuất, 555 nhà chế biến, 60 nhà xuất khẩu nông nghiệp hữu cơ. Theo thống kê, đến năm 2022, có trên 160 doanh nghiệp Việt Nam với 200 sản phẩm đang có chứng nhận sản phẩm hữu cơ từ Bộ Nông nghiệp Mỹ. Sau hơn 3 năm thực hiện đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ, đến nay, diện tích đất trồng hữu cơ đã tăng lên hơn 63.000 ha, nuôi trồng thủy sản hữu cơ hơn 100.000 ha, diện tích thu hái tự nhiên nông nghiệp hữu cơ hơn 12.000 ha. Chỉ riêng tại Đức, thị trường hữu cơ lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, doanh thu thực phẩm hữu cơ đã tăng gấp đôi trong thập kỷ qua, từ 6,6 tỷ euro năm 2011 lên gần 16 tỷ euro vào năm 2021. Trong năm qua, nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm hữu cơ trên thế giới có giảm so với các năm trước do tình hình lạm phát và cuộc xung đột Nga-Ukraine, khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng tình trạng này chỉ là tạm thời trong bối cảnh việc phát triển sản phẩm hữu cơ đang là xu hướng phát triển mạnh mẽ trên thế giới. Hơn 72.000 thí sinh chỉ đăng ký một nguyện vọng duy nhất có thể sẽ gặp rủi ro nếu không trúng tuyển. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo thí sinh nên bổ sung nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển. Tại Ngày hội Tư vấn xét tuyển năm 2023 được tổ chức tại Hà Nội vừa qua, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tới thời điểm này mới chỉ có khoảng 390.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng lên hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có khoảng 72.000 thí sinh chỉ đăng ký một nguyện vọng duy nhất. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học khuyên thí sinh không nên chỉ đăng ký một nguyện vọng mà nên có một số nguyện vọng. Nếu có rủi ro cho thí sinh, hệ thống của Bộ còn xét tuyển tiếp để các thí sinh có được các cơ hội khác. Thí sinh cần lưu ý xếp nguyện vọng mình yêu thích nhất, thấy phù hợp nhất lên đầu. Các nguyện vọng sau đã chắc chắn đỗ, các thí sinh có thể xếp xuống dưới. Chuyên gia cũng cảnh báo, thực tế từ những năm trước, nhiều thí sinh đã trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm nhưng lại không đăng ký nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển này lên hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với các trường hợp như vậy, các thí sinh đã đánh mất đi cơ hội trúng tuyển của chính mình. Mới đây, nhà thờ Đức Bà thành phố Hồ Chí Minh được tờ South China Morning Post tôn vinh trong danh sách 10 nhà thờ tráng lệ nhất và nổi bật nhất ở châu Á. Nằm ngay trung tâm quận 1, nhà thờ Đức Bà không chỉ là biểu tượng của Công giáo ở Việt Nam, mà còn là một trong những công trình kiến trúc độc đáo và điểm đến nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh. Nhà thờ chính Tòa Đức Bà được giám mục Isidore Columbus xây dựng vào ngày 7 tháng 10 năm 1877 theo lối kiến trúc cổ điển và sang trọng từ sự kết hợp giữa phong cách Roman và Gothic. Cấu trúc nhà thờ bao gồm thánh đường, tháp chuông và công viên. Toàn bộ chiều dài thánh đường là 93 mét, chiều ngang nơi rộng nhất là 35 mét, chiều cao của vòng mái thánh đường là 21 mét. Sức chứa của thánh đường có thể đạt tới 1.200 người ở khu vực công viên trước nhà thờ có đặt một bức tượng Đức Mẹ Hòa Bình tạc bằng loại đá cẩm thạch quý hiếm được một nhà điêu khắc giày công thực hiện vào năm 1959.
nhà thờ mở cửa miễn phí cho du khách đến tham quan. Việc nằm trong top các nhà thờ tráng lệ là cơ hội để nhà thờ Đức Bà thu hút nhiều du khách đến tham quan trong thời gian tới. Chuyển sang một con số hôm nay, khoảng 4.000 hecta diện tích lúa hè thu sớm đang chuẩn bị thu hoạch tại tỉnh Sóc Trăng đã bị đổ ngã và ngập úng do mưa dông kéo dài những ngày qua. Ảnh hưởng nhiều nhất là thị xã Ngã Năm với gần 3.000 hecta, địa phương đang cho vận hành các trạm bơm để kịp thời cứu lúa nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất. Với những diện tích lúa ngoài đê, bao ảnh hưởng nhiều nhất là thị xã Ngã Năm với gần 3.000 hecta. Địa phương đang cho vận hành các trạm bơm để kịp thời cứu lúa nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất. Với những diện tích lúa ngoài đê bao thì vận động người dân cùng nhau bơm tát. Tại huyện Mỹ Tú cũng có khoảng 1.000 hecta lúa bị đổ ngã và ngập úng. Đối với lúa hẻ thu, toàn tỉnh có 23.072 hecta chưa thu hoạch, có trên 2.958 hecta bị thiệt hại. Trong đó trên 2.616 ha có tỷ lệ thiệt hại thấp từ 10 đến 20%, trên 250 ha thiệt hại từ 40 đến 60% và 92 ha bị thiệt hại từ 80 đến 90%. Hiện tỉnh đang chỉ đạo nông dân đã chủ động khắc phục thiệt hại do bão gây ra, đồng thời chỉ đạo chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật và các địa phương đang tiếp tục theo dõi và đánh giá thiệt hại nên diện tích thiệt hại có khả năng tăng trong thời gian tới. Cà chua là một loại quả rất phổ biến trong gian bếp của mỗi gia đình Việt. Ngoài việc kết hợp với những thực phẩm khác tạo nên sự hấp dẫn, bắt mắt của món ăn, cà chua có thể xay thành nước ép rất ngon và cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể. Vậy nước ép cà chua có tác dụng gì và nên uống loại nước này vào thời điểm nào trong ngày là tốt nhất? Sẽ có trong mục sức khỏe thưởng thức hôm nay. Một số chất chống oxy hóa chẳng hạn như lycopene và beta-carotene sẽ được dung nạp vào cơ thể khi bạn uống nước ép cà chua. Nhưng chất chống oxy hóa này sẽ giúp cơ thể được bảo vệ trước những sự tấn công của các gốc tự do. Chất beta-carotene giúp điều hòa lượng cholesterol trong máu và ngăn ngừa được tình trạng xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Lycopene có tác dụng rất tích cực trong việc bảo vệ các DNA và giúp giảm viêm hiệu quả. Cà chua là một trong những loại quả rất tốt đối với hệ tiêu hóa vì nó có chứa nhiều chất xơ. Uống nước ép từ cà chua sẽ giúp tăng cường nhu động ruột, khiến quá trình tiêu hóa diễn ra dễ dàng hơn. Lượng phytonutrient trong nước ép cà chua sẽ ngăn ngừa tình trạng tập kết của các tế bào tiểu cầu và từ đó phòng ngừa hiệu quả tình trạng đông máu. Những người cao tuổi, những người có vấn đề về thị lực có thể uống nước ép cà chua để cải thiện, tăng cường thị lực. Cụ thể, trong nước ép từ quả cà chua sẽ có chứa rất nhiều các loại dưỡng chất như lutein, zeaxanthin, beta-carotene và vitamin C. Đây đều là những dưỡng chất rất tốt cho mắt, giúp mắt sáng hơn và đồng thời làm chậm tình trạng thoái hóa thị lực về vấn đề tuổi tác. Các chị em không nên bỏ qua nước ép cà chua vì nó có một công dụng rất tuyệt vời, đó là giúp cho làn da của bạn đẹp hơn rất nhiều. Trong cà chua có chứa nhiều loại vitamin, các chất chống oxy hóa. Những chất này có tác dụng làm cho làn da của bạn trở nên khỏe khoắn, trắng sáng và căng mịn hơn, đồng thời ngăn ngừa mụn trứng cá hiệu quả. Cà chua có chứa nhiều chất chống oxy hóa và vì thế nó có khả năng giúp cơ thể giải độc rất tốt. Rất tốt để hỗ trợ gan tránh khỏi tình trạng làm việc quá tải. Hơn nữa, các chất chống oxy hóa cũng góp phần giúp ngăn ngừa sự hình thành của các gốc tự do, tránh tổn thương ở mô và từ đó hỗ trợ phòng ngừa việc hình thành những tế bào ung thư. Nếu bạn đang có mong muốn giảm cân, nước ép cà chua cũng là một gợi ý rất tuyệt vời. Nhờ đó chứa chất chống oxy hóa lycopene, loại nước ép này sẽ giúp bạn giảm mỡ, nhất là mỡ vùng bụng rất hiệu quả. Khi chăm chỉ tập luyện kết hợp với sử dụng nước ép cà chua, cơ thể bạn có thể được kích thích quá trình trao đổi chất và từ đó lượng mỡ thừa trong cơ thể sẽ được đốt cháy nhiều hơn, giúp bạn nhanh giảm cân hơn. Không những vậy, cà chua cũng có chứa nhiều chất xơ giúp bạn có cảm giác no lâu và đồng thời giảm cảm giác thèm ăn, rất phù hợp với những người đang trong kế hoạch giảm cân.
Chương trình Cao bằng ngày mới đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.